Về. Đây là một chiếc xe SUV rất là to. Thì như các bác cũng nhìn thấy trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Honda CR-V phiên bản G mọi người nhé. Số tự động máy xăng, động cơ 1.5 turbo mọi người nhé. Em xin được nhắc lại, đây là chiếc Honda CR-V phiên bản 1.5 turbo. Nó là phiên bản G, số tự động máy xăng, sản xuất năm 2018, tên tư nhân biển tỉnh, đã rút hồ sơ cầm tay. Em nói biển tỉnh rút sơ cầm tay có nghĩa là gì? Chiếc xe này là mang biển ở tỉnh mọi người nhé. Và hồ sơ bên em đã rút hồ sơ cầm tay rồi ạ. Để do vậy bác nào mua ra chỉ việc sang tên thôi. Xe màu đen rất là đẹp. Phiên bản G là phiên bản trung đồ mọi người nhé. Còn cái phiên bản cái xe Honda CR-V này có tới 3 phiên bản. Đó là phiên bản E và phiên bản G và phiên bản L. L là phiên bản cao cấp nhất mọi người nhé. Phiên bản G là nó nằm ở giữa. Thì chiếc xe này nó cũng rất là mới. Xe chạy sản xuất năm 2018 mà chạy 3 vạn xịn mọi người nhé. Xe chạy 3 vạn cây số xịn biển tỉnh. Màu đen rất là đẹp. Về chất lượng chiếc xe thì một lần nữa em xin được nhấn mạnh với mọi người, chia sẻ với mọi người là bên em bán xe ra là cam kết cho các bác là xe không đâm đụng và xe không ngập nước. Thì hoàn toàn là bên em không kinh doanh xe ngập nước và xe lỗi, xe kinh doanh dịch vụ. Do vậy là các bác là hoàn toàn là yên tâm về chất lượng. Không chỉ cái xe này mà tất cả cái dòng xe bên em bán ra đều cam kết cho quý khách hàng là nếu như mà lỗi là hoàn toàn trả lại tiền cho khách hàng. Do vậy là các bác là hoàn toàn yên tâm mọi người nhé. Để mà quay được một chiếc xe thì cũng rất là nhiều yếu tố để quay, nhưng mong các bác là góp ý kiến để em có thể cải thiện chất lượng hình ảnh này, hay là cải thiện chất lượng nội dung của video để cho các bác được hài hòa hơn mọi người nhé. Đây là phần máy của chiếc xe. Thì cũng chia sẻ với mọi người là bên em đã spa chiếc xe này rồi. Thế do vậy là chúng ta về chỉ việc sẵn đi thôi. Đây là hệ thống ABS thôi mọi người nhé. Với một cái chiếc xe mà nó tầm tiền 1 tỷ, với cái tầm tiền tỷ rồi thì các bác là hoàn toàn là yên tâm về chất lượng xe của bên em bán ra. Xe là phải thật sự là nguyên bản 100% thì bên em cũng mới dám nhập về để bán cho khách hàng. Bán được một con xe thì lợi ích bao nhiêu thì đó là việc của chúng em. Chỉ có cái rằng là muốn mang đến cho mọi người những chiếc xe nó chất nhất có thể thôi. Đây, hiện tại chiếc xe này đang nổ máy mọi người nhá. Đây là phiên bản động cơ 1.5 turbo đang áp. Thì do vậy là nó rất là khỏe. Thì các bác cũng biết rồi đấy. Đây, tất cả các vạch sơn, ốc chân máy, mặt máy, tất cả mọi thứ luôn. Với những cái dòng xe đời cao mà tầm tiền nó cao như này thì các bác đi mua xe thì em khuyến khích các bác là vào hãng để chúng ta test hãng mọi người nhá. Bởi vì khi chúng ta vào hãng thì chúng ta sẽ kiểm tra được cả về phần động cơ. Thì do vậy là các bác là mua xe thì bây giờ nó cũng rất là dễ dàng thôi. Đó. Hoặc là chúng ta có người quen thợ thuyền nào thì chúng ta có thể nhờ đến xem xe. Và một lần nữa em xin trân trọng giới thiệu lại cho các bác, đây là chiếc Honda CR-V phiên bản 1.5 turbo EG mọi người, phiên bản G, sản xuất năm 2018, tên tư nhân biển tỉnh, rút hồ sơ cầm tay. Do vậy là các bác nào mà đang ở tỉnh ấy, các bác ở tỉnh thì có thể là cân đối chiếc xe này cũng khá là đẹp, cũng khá là lướt luôn. Đây là hệ thống đèn full LED mọi người nhé, đèn full LED, tất cả đều ở trong đều là đèn LED hết. Mặt ca lăng chrome rất là to, đặc trưng của dòng Honda CR-V form mới này. Quên mất em chưa nói với mọi người là đây là một chiếc xe form mới mọi người nhé. Model 2019. Chiếc xe có cảm biến quanh xe luôn. Đây là hệ thống la răng này. La răng rất là đẹp. Cái la răng của chiếc xe Honda CR-V này em thấy nó rất là đẹp, hầm hố. Đó, rất là mới. Lốp Michelin mọi người nhé. Chúng ta còn chạy vô tư tha hồ luôn đấy ạ. R18 bật lên xuống này. Về cái hệ thống thân vỏ xe thì các bác là hoàn toàn yên tâm nhé. Bởi vì bên em đã làm đẹp hết rồi, đánh bóng sơ qua, dọn dẹp nội thất, dọn dẹp máy móc với lại sơn xi. Thì chúng ta về chỉ được sẵn đi thôi. Còn thì đương nhiên mua xe lướt thì chúng ta cũng đỡ được một phần nào mọi người nhé. Xe có cái trang bị là hệ thống cái trang bị nẹp chrome quanh xe. Cái gương này nó rất là to mọi người này, gương rất là to. Xi nhan LED tích hợp trên gương, mặt gương chỉnh điện và gương gập điện mọi người nhé. Chìa khóa thông minh Smart Key đầy đủ. Ốp mạ chrome ở trong hốc nắm cửa này. Cánh cửa thì rất là to. Nay em quay cho mọi người luôn xem về cái phần tắp ly cửa lái. Đây là cái phần tắp ly cửa lái này. Đây là được theo em nghĩ đây chắc là giả gỗ thôi. Hay là gỗ thật, nhìn thì rất là giống gỗ thật, không biết phải là gỗ thật không. Mọi thứ rất là mới mọi người nhé. Xe chạy 3 vạn xịn luôn.
Về phần sàn đã được trải sàn da và sàn 5D mọi người ạ. Đây là gọi là sàn 5D, ghế chỉnh điện này. Ghế chỉnh điện này. Đó, rất là xịn sò đúng không mọi người? Honda CR-V. Nội thất đen. Nội thất đen, ghế da đen luôn. Đó. Đây là hàng ghế thứ hai đây, đây là phần tắp ly cửa sau đây. Tắp ly cửa sau đây. Hàng ghế thứ hai này rất là rộng, ngồi CR-V thì rất là rộng luôn. 7 chỗ. Và năm cộng 2 ngồi rất là rộng rãi. Ghế da của Honda thì cũng rất là xịn sò. Đây mọi người xem ghế da này nó rất là đẹp. Đây là phần nội thất đây mọi người. Về cái vấn đề về cái vô lăng thì mọi người cũng nhìn thấy đây là vô lăng bọc da, ba chấu nút bấm tích hợp trên vô lăng rất là nhiều. Nút bấm cảm ứng luôn mọi người nhé. Cruise control đầy đủ, chống trơn trượt, phanh tay điện tử, màn hình cảm ứng, cảm biến quanh xe, lẩy số thể thao, rất là nhiều thứ. Mà cái chiếc xe này của em nội thất nó rất là mới mọi người nhé, rất là tươi luôn. Đó, ghế da này, hộp tựa tay này, nhìn cái hộp tựa tay nó còn rất là mới mọi người, không một vết nhăn nào cả. Nói chung là đẹp lắm. Đồng hồ điện tử này, xe chạy hơn 3 vạn mọi người nhé. Vô lăng rất là mới luôn. Mọi người xem cái vô lăng này, rất là mới. Cruise control đầy đủ, núm còi này mọi người cũng thế. Một chiếc xe chạy nhiều thì bấm còi nhiều thì là sẽ cũng ảnh hưởng đến phần nào giá trị của chiếc xe đó mọi người. Nhưng mà vô lăng đây nó còn mới tinh này. Chủ nhân họ rất là giữ gìn luôn đó. Đây là đèn. Đèn trần, cái đèn này rất là xịn. Em rất thích cái đèn này, bởi vì nó rất là giống của Mac. Rất là giống của Mac. Đây là hàng ghế thứ hai đây. Đây là phần đuôi xe. Đèn hậu thì tuyệt vời rồi. Đèn hậu rất là tuyệt vời rồi. Đó. Biển tỉnh đã rút hồ sơ cầm tay. Do vậy là cái biển em không gắn ở đây nữa mọi người nhé. Thực ra với chia sẻ với mọi người là chả biết mọi người nghĩ sao, nhưng em là muốn người thực việc thực. Xe của mình thì mình bán, thế là sướng. Bây giờ có nhiều bác làm xe nhưng mà toàn quay những cái xe đâu. Cái xe nó không đúng với sự thật thì em thấy nó cũng không hợp lý lắm. Kể cả giá bán có chào có cao nhưng mà các bạn thích thì mua, mà không thích thì cũng không sao. Nhưng mong các bạn là, mong mọi người là chúng ta không nên bình luận những câu nói nó mất lịch sự như vậy, không hay. Nếu như mọi người thấy em báo giá cao thì mọi người có thể bình luận là giá cao hay là giá thương lượng, mà em cũng đã nhấn mạnh với mọi người là giá có thương lượng mọi người nhé. Với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là hơn 900 triệu. Thì các bác nào mong các bác thông cảm, là bác nào muốn giá tốt thì alo cho em số điện thoại em để phần mô tả mọi người nhé. Bởi vì báo giá trực tiếp trên video thì thôi, em cũng mong mọi người thông cảm giúp, bởi vì bọn em là làm phận làm dâu trong họ nó cũng rất là nhiều cái khó. Đôi lúc không thể nào nói thẳng là tôi bán giá này, các ông đến mua thì mua, không mua thì thôi. Như vậy là cũng không được. Bởi tại vì sao? Bởi vì được khách hàng yêu quý thì bao giờ cũng thích mọi người ạ. Ai thiện chí thì đương nhiên người ta nhấc máy lên, người ta gọi điện. Đó, nó em chia sẻ câu chuyện là như vậy, nên là các bác có gì thì các bác thông cảm nhá. Đây là hộp đựng đồ này. Mọi thứ là nó rất là như mới luôn. Honda CR-V rất đẹp. Thanh niên cho đến trung trung tuổi để chúng ta đi chiếc Honda CR-V này thì còn gì bằng nữa. Rồi một lần nữa em xin được trân trọng giới thiệu lại cho các bác, đây là chiếc xe Honda CR-V phiên bản động cơ 1.5 turbo. Nó được có là phiên bản EG mọi người nhé, phiên bản G. Sản xuất năm 2018, tên tư nhân biển tỉnh, rút hồ sơ cầm tay. Xe chạy 3 vạn, màu nội thất là màu đen, ngoại thất màu đen. Chiếc xe này hiện tại em đang chào bán với giá là hơn 900 một chút. Bác nào quan tâm thì alo cho em số điện thoại em để phần mô tả. Đây là Bình Ô Tô Cũ Hà Nội. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Chào các bác.